Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Miley có một cái cuộc thi. Miley muốn thử thách là xem ông xã của Miley có ăn được cái món mì cay Hàn Quốc. Đó là Spicy, Extremely Spicy Challenge. Đó, đây là cái loại mà mì cay của Hàn Quốc. Ở trên cái bao nó có để là 2X. Đó, cái loại này nha, nhớ nha mọi người. Bây giờ Miley xin mời các cặp vợ chồng và những người bạn trai bạn gái có thể tham gia trò chơi này cùng với lại ông xã của Miley để xem là các anh Tây có ăn được mì cay không nhé. Mì cốt. Chờ second. The noodle kind of look really red. It's like lava. Can you hot. Ok, nếu mà để chữa cháy, nếu mà mì quá cay thì các bạn sẽ ăn kem để cái độ lạnh của sữa với lại kem nó sẽ không có làm cái môi của mình bị burn, bị nóng. Đó, có thể uống sữa hoặc là ăn kem nha. Ok, bây giờ cuộc thi sẽ là Ben sẽ ăn cái mì cay trước. Và cuộc thi như thế này, bây giờ Ben sẽ cầm con gà này, sẽ nhảy chung với con gà. Nếu mà ăn cái mì cay đó sẽ nhảy trong vòng 10 giây, mà nếu 10 giây mà không chịu nổi nữa là sẽ thua. Ok. Go. Here we go, 10 seconds. Nhảy trong 10 giây. Ăn con gà kỳ. Is that too hot? Your turn. Rồi. Ben tiếp tục ăn mì cay phần 2. Vô. Yeah. Nhìn nè, anh ấy vẫn tiếp tục ăn. Chứng tỏ là ăn cay cũng rất là sành điệu. I already feel hot for you, you know. See if you can dance with me. Cay quá rồi, cay quá rồi. Rồi, chữa cháy, chữa cháy.
Get milk. You do. Save it for me too. Okay. Look. He cry. ăn mì cay mà khóc luôn. Bây yeah. Giờ phải ăn kem để chữa cháy. Ok, bây giờ tới lượt Miley. You take the chicken out yet? Why this thing is so spicy? Eat it! Eat! You keep on eating it, that is hot! Till the end! You still have some noodle though. Oh my lord. How is it, baby? Is it good? How's it taste? Is it good? You want some more? Eat! Come on! Eat! Eat. Eat it! Eat it! Come on! At least as much as I did! More! Eat! Eat it! You can do it! You can do it! Eat! Come on! Chưa bao giờ thấy bị ăn mì ép như thế này. The faster you eat, the worse it is. The less it, the worse it is. My! Eat! Now it's mommy's turn to dance with Chicky. Jumping up and down for 10 seconds. Dancing and jumping. Can you count 1 to 10, right? Mm-hmm. 1, 2, 3, 4, 5, Mississippi. 2, 6, 7. 8, 9, 9 and a half. You did it now. 10. Huh? So spicy. Him got you on cum? No. Am I? Oh my god. You good, Chicky? I have to go get the milk. No! 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 No milk! I'm too spicy! No. I have to go get the milk! No! 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 Too spicy! No! No! No milk for you! No! You spoiled my milk! No! 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 I have to go get milk! You're killing me! No! You can't go! Sit and eat! More! You gotta eat more. I'm a dad already. Yeah, eat more. Bon appetit.
mà kể nói muốn khóc luôn. Ok, cuộc thử thách hôm nay đến đây là hết. Ok ba. Ok, bye bye. Chào tạm biệt mọi người. Come, say goodbye to everyone. Bye bye. Bye bye. Bon appétit.